được của nó. Hello, dậy đi nào các bạn ơi. Hãy khởi động một ngày mới tràn đầy sức sống bằng việc đón xem những khoảnh khắc chứa hề dưới đây nha. Thôi, vô việc luôn nè, let's go. Hey, vợ với chả con, có ông nào đang vừa ăn vừa xem video không nè? Nếu anh em trong trường hợp này thì sẽ giải quyết như nào đây? Nope. Gặp tôi ấy hả? Tôi sẽ bật nope. lại cho mà xem. Hey, phải bật khóc một cách nức nở thì lần sau vợ mới không có trôn nữa chứ, phải không nè? Được của nó. Còn cô gái này thì chắc là mới tân trang được hai quả đào căng mọng phía dưới nên là tính khoe xíu ấy mà. Tôi cũng không hiểu mục đích cô quay video này là gì nữa các bạn. Nhưng mà cô gái chúng tôi đâu có khó hiểu đâu anh em, chỉ là anh em có muốn hiểu hay không mà thôi. Phe nhào lộn này có vẻ hơi cồng kềnh một tí nhưng mà không sao. Như vậy nên tôi nghĩ cô ấy sẽ có động lực giảm cân hơn đó chứ. Tôi đùa chút thôi nha. Chị em mình dù như thế nào vẫn là một bông hoa xinh đẹp của cuộc sống này, có phải không? Gia đình này có mấy đứa con cũng đáo để dễ sợ nha. Bị té mà cười như được mùa luôn nhé quý vị. Đó, thằng anh thì kéo con em đi bon bon đằng sau kiểu gì không biết mà té luôn con nhỏ à. Định chơi khăm con bạn thân có tí à mà ai dè nó phản đòn nhanh quá các bác ạ. Thôi thì đành ghim mối thù này lại nha. Và pha chốt hạ vừa rồi đã kết thúc video ngày hôm nay. Anh em nhớ coi lại vào lúc 10 giờ nha. Không gặp không về đó nha.